Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống của mình quá ư là nhàm chán, cảm thấy cô đơn nhưng mà lại chẳng muốn gặp ai cả, cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải lặp đi lặp lại một công việc 8 tiếng một ngày hay thậm chí còn nhiều hơn thế nữa? Và đến một lúc nào đó bạn sẽ nói, đủ rồi, hôm nay bạn sẽ thử những điều mới, bạn sẽ nghỉ ngơi và làm mới cuộc sống của mình. Vậy thì mình phải làm gì để thay đổi cuộc sống của mình bây giờ? Mình phải bắt đầu từ đâu? Đầu tiên, hãy học cách ghi lại những điều mà mình muốn làm. Bằng cách này, bạn đã tiến đến gần hơn với mục tiêu của mình rồi đó. Hãy thử một lối sống mới, cắt giảm tinh bột, eat clean thay vì ăn những thứ vớ vẩn vào cơ thể của mình. Từ bỏ đồ ngọt, tại vì đồ ngọt chỉ làm cho bạn thêm mệt mỏi và trì trệ hơn thôi. You are what you eat, thế nên hãy ăn những thứ có lợi cho sức khỏe của bạn nhé. Hello mọi người, Thỏ đã ở đây rồi. Và cái spa hôm nay mà Thỏ đi ấy, thì nó không chỉ là một cái home spa bình thường mà nó sẽ là một cái spa chăm sóc da chuyên sâu hơn. Và đây Thỏ sẽ cho mọi người xem. Nó ở 25A Thi Sách mọi người ạ. Và ở dưới thì mọi người sẽ thấy nó là một cái phòng khám nha khoa răng hàm mặt laser thẩm mỹ ở đây. Nhưng mà thực chất là bên trong nó có cả spa. Sẽ phải đi lên tầng 2. Tại vì phòng trị liệu thôi trên tầng 2 mọi người ạ. Mình đã thay xong đồ để làm spa. Làm soi da cho bạn đấy. Cái làn da của bạn thì nó là hỗn hợp thường thôi, không phải thiên dầu. Bạn vẫn cứ nghĩ là da mình là hỗn hợp thiên dầu. Không, nếu mà hỗn hợp thiên dầu thì tất cả toàn mặt bạn này nó sẽ bóng nhờn toàn mặt cơ, và lỗ chân lông nó sẽ bị thô ra. Thỏ thích chỗ này vì nó không phải là một spa thẩm mỹ tắm trắng như các spa khác, mà nó chỉ tập trung điều trị chuyên sâu cho da, nhất là làn da bị tổn thương sau khi điều trị laser. Sản phẩm ở đây thì sử dụng các dòng dược mỹ phẩm của Đức, và cách chăm sóc da cũng khác rất nhiều so với các bên, đặc biệt là được massage cổ vai gáy trong lúc đắp mặt nạ. Thề luôn, phê dã man đấy mọi người ạ. Voila, và đây là da của Thỏ sau khi đã được chăm sóc nè. Tập thể dục sẽ giúp cơ thể bạn sảng khoái, khỏe mạnh, giúp cơ thể bạn thon gọn và săn chắc hơn. Một cô gái xinh đẹp sẽ luôn luôn là một cô gái vui vẻ. Tiêu tiền cho bản thân thì chẳng có gì là sai cả. Hãy lấp đầy tủ mỹ phẩm của mình bằng những món đồ skincare, dưỡng da yêu thích cho mùa thu đông sắp tới, hay thậm chí là những món đồ mỹ phẩm mới, những món đồ make up mới, miễn sao chúng sẽ làm cho bạn trở nên tự tin và xinh đẹp hơn. Hoặc là đơn giản, hãy mua cho mình những đôi giày mới và những bộ quần áo thật đẹp. Hôm nọ thì mình đã đi mua một loạt quần áo mới. Thật ra không phải là đi mua, mình cứ order trên mạng ấy. Và mình mua được một số thứ rất là hay ho. Đầu tiên là em áo khoác lông mềm mại này. Em này thì áo khoác len chứ. Mình rất là thích những cái chất kiểu nó mềm xong rồi nó kiểu bông xù như thế này ấy. Cái áo này từ D-Gray, một cái hoodie khá là xinh ở chị D-Gray Sài Gòn và đúng màu mình thích. Nó cũng là một cái hoodie nữa mà mình mua, đáng yêu kinh khủng khiếp luôn ý. Này, nhìn đi, đúng kiểu của mình luôn. Chúng là một em áo da khá là xinh. Tuy nhiên thì hơi tiếc một chút là vì mình nhỡ mua cái size L thì nó bị rộng quá. Nên thật ra mình mặc theo cái kiểu là boyfriend leather jacket thì cũng khá là đẹp, nó sẽ cá tính hơn là những cái áo da mà kiểu ôm sát người ấy. Mặc dù là cái vai của nó hơi bị to nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ khá là cá tính trong mùa đông này. Cho dù cuộc sống có vất vả tới đâu, công việc có bận rộn tới đâu thì đừng quên những giây phút thư giãn và tận hưởng khoảng thời gian chỉ có một mình nhé, những cô gái của Thỏ. Và đừng quên bật một bài hát mà bạn thích nghe nhất nữa nhé.
Trong lúc đắp mặt nạ thì có thể đọc một cuốn sách mà bạn yêu thích nhất hoặc một quyển truyện. Cách này sẽ giúp bạn thư giãn đầu óc cực kỳ luôn đấy mọi người ạ. Nhất là với những cô nào phải làm việc trên máy tính nhiều như thỏ. Đây là mặt mình sau khi đắp mask xong, và mình sẽ để cái tinh chất này nó thẩm thấu lên da và sau đó đi ngủ. Thật ra thì các bạn cũng có thể relax bằng cách là thử sử dụng các sản phẩm skincare mới, thử một cái skincare routine hoàn toàn mới, và sau đó thì chill một buổi tối. Có thể xem Netflix, có thể xem YouTube, có thể xem bất cứ một cái bộ phim nào hoặc là một cái series ngôn tình nào đó mà các bạn thích. Miễn là các bạn cảm thấy là nó thoải mái, nó làm cho đầu óc mình được thư giãn. Mỗi người sẽ có một cách relax khác nhau, và cái này thì không thể nào mà gò bó mọi người được. Thế nên là hãy chọn cách nào mà mình cảm thấy thích nhất và phù hợp nhất với mình nhé. Hi. Cuối cùng thì hãy ngủ một giấc thật ngon để thức dậy sảng khoái và sáng ngày hôm sau nhé các cô gái cơ thỏ.